Bà tiên không có thần thông, cư sĩ Trơn Hạnh chương 22. Lúc nhỏ, cứ sau giờ cơm chiều là mấy chị em tôi hay rủ nhau chơi trò giả bộ làm bà tiên, có phép thần thông đi cứu giúp mọi người. Chúng tôi mỗi đứa quấn lên mình một cái mền, đi lòng vòng thật nhẹ nhàng từ tốn như bà tiên. Rồi mỗi lần nói hồ biến là tôi hất cái vạt mình tung lên cho ra dáng vẻ thần thông. Cả đám cười lăn cười bò, thích lắm. Con bé Út đi đứng loạn trọn kiểu gì mà vấp cái vạt mền té xuống giường u đầu. Nó khóc méo máu. Tôi dỗ nó bằng cách sẽ làm bà tiên, dùng phép thần thông để cho hết đau. Nó vừa cười vừa nói, đừng có gạt em, chẳng có bà tiên nào giúp hết đau. Tôi biết đạo bắt đầu từ sự ngây ngô dễ thương của đứa con nít như vậy đó. Và cũng sẽ có những người khác đến với đạo Phật cũng từ nhiều nhân duyên và nhiều lý do khác nhau. Có người thấy được vô thường mong manh khổ đau của cuộc đời nên muốn được tu tập giải thoát sinh tử. Có người thì thấy được sự tẻ nhạt chán chường vô vị của cuộc sống nên muốn tìm con đường cao thượng ý nghĩa hơn. Cũng có người vì truyền thống gia đình ông bà cha mẹ anh chị đi chùa nên cũng đi theo và lâu ngày thành Phật tử. Chúng ta cũng ăn chay niệm Phật, cũng tụng kinh sám hối, làm phước bố thí. Nhưng nếu chỉ dừng lại chỗ đó không thôi thì chưa đủ. Phật Pháp sâu rộng hơn như vậy rất nhiều, càng không phải là một tín ngưỡng mê tín dị đoan hay cầu nguyện tha lực giúp đỡ. Càng chú trọng, đặt nặng nhiều về hình thức bên ngoài thì chúng ta sẽ bỏ quên, không vung bồi cho cái nội dung bên trong. Như một người đi vào khu rừng bao la, họ gom được vài chiếc lá trong tay và cho rằng thế đã đủ. Nhưng giá trị to lớn, quý giá nhất trong khu rừng ấy là lõi cây. Không phải những lá cây, đừng luyến tiếc. Hãy mạnh dạn vứt bỏ những lá cây ấy, bỏ luôn những cành nhánh, bỏ luôn vỏ cây, rồi lột từng lớp một cho đến khi chạm được đến lõi cây. Chính xác lõi cây mới là cái chính quan trọng nhất cho người đi trên con đường Phật Pháp cần hướng đến. Cốt lõi của sự tu tập là hướng đến sự vun bồi trí tuệ, tình thương và đức hạnh trên nền tảng làm thiện lánh ác, sống chánh niệm, vô ngã, vị tha, lợi người, lợi mình. Chúng ta rất cần những câu hỏi tìm hiểu như cha của mình, Phật là ai? Phật có những điều gì cao quý mà chúng ta tôn thờ quỳ lạy? Phật dạy những gì, làm sao thoát khỏi khổ đau để có cuộc sống an lạc? Con đường giác ngộ giải thoát sinh tử là gì? Vì nếu không hiểu cha mình là người như thế nào, thì làm sao chúng ta có được tình thương sâu sắc và lòng tôn kính dành cho Phật được? Đức Phật là bậc thầy của tam giới, là duy nhất không có ai tương đương trời người. Chư thiên đều thương kính tôn thờ vì lòng từ bi, trí tuệ, đức hạnh của một bậc giác ngộ và con đường giải thoát sinh tử mà Ngài đã chỉ dẫn. Ân Đức Phật cao cả, không gì sánh bằng. Ai Ngài cũng thương, chuyện gì Ngài cũng biết, hạnh gì Ngài cũng có. Ngài thương được những người khó thương, bố thí được những gì khó bố thí, làm được những việc khó làm, buông bỏ nhẫn nại được những thứ khó buông bỏ nhẫn nại, và chứng đắc được những thứ khó chứng đắc. Tôi rất thích tựa sách của một vị trưởng lão chọn viết là Con gái Đức Phật. Vâng, tôi cũng là con gái Đức Phật mà. Con gái Đức Phật thì phải vô úy, phải không sợ hãi. Tôi luôn hay nhắc nhở với chính mình như vậy. Trong tôi luôn có một niềm hoan hỷ vô tận khi nghĩ rằng mình còn may mắn biết bao khi gặp được giáo pháp của Ngài, được sống và tu tập theo tấm gương từ bi, trí tuệ, đức hạnh của Ngài. Đó là một tấm gương có thật trong lịch sử, tấm gương của một con người phi thường đã tìm ra con đường thoát khổ và giúp chúng sanh thoát khổ bằng chính tự lực tự tha của riêng mỗi người, chứ không phải là một vị thần tiên nào đó có phép thần thông hồ biến đi cứu giúp tất cả mọi người
như trò chơi làm bà tiên của tôi lúc nhỏ. Tôi có thói quen ngủ sớm và dậy rất sớm. Không biết tại sao, nhưng trong cái khoảng không gian sáng sớm yên lặng, tĩnh mịch và thanh vắng ấy, luôn cho tôi một cảm giác nhìn về mình một cách chân thật và rõ ràng hơn bao giờ hết. Những lúc ấy, việc đầu tiên là tôi chắp tay đảnh lễ Đức Phật và quy y Tam Bảo, xin ngụ giới. Tôi lạy Phật với tất cả lòng thành kính nhất và nghĩ đến lời dạy của một vị ân sư. Phật không thể giúp con sống đời đời không chết, nhưng Phật có thể giúp con không sợ chết. Phật không thể cho con những gì con muốn, nhưng Phật có thể dạy con không còn muốn cái gì. Phật không thể nắm tay con đi tất cả vũ trụ, nhưng Phật có thể dạy cho con thấy đi đâu cũng vậy thôi, ở đâu cũng là sanh, già, bệnh, chết. Mọi thứ đó do duyên mà có rồi phải mất. Ở đâu thì hạnh phúc và đau khổ cũng do ảo tưởng mà ra. Ở đâu thì buồn vui cũng do nghiệp thiện ác mà ra, có rồi phải mất. Ở đâu thì cái thích của người này cũng là cái ghét của người kia, và cái ghét của người kia cũng là cái thích của người này. Việc kế tiếp là tôi nghĩ đến tất cả chúng sanh với cái lòng thương tưởng chân thành nhất mà tôi có. Tôi hướng tâm nghĩ đến tất cả chúng sanh và đọc thầm câu nguyện: tất cả chúng sanh đều máu cùng đỏ như nhau, nước mắt cùng mặn như nhau, ai cũng mong muốn được hạnh phúc an vui và không muốn đau khổ. Nên tôi thành tâm nguyện cầu cho tất cả muôn loài chúng sanh luôn được nhiều an vui hạnh phúc, thoát khổ thân, thoát khổ tâm, mong cho họ thân tâm thường an lạc tốt lành. Tôi ban rải tình thương trước hết đến cho chính bản thân tôi, mong cho tôi luôn được tâm an vui, thân khỏe mạnh. Vì nếu tôi không thể thương được chính mình thì làm sao tôi có thể thương được người khác đây? Tôi không có tâm từ với chính mình thì làm sao có thể ban rải tâm từ đến người khác được? Rồi tôi rải tình thương nghĩ, tưởng đến những vị thầy tổ, bạn hữu như cô bạn thân Thanh Mai Trúc Mã trong cùng xóm từ thuở lên 5 tuổi của tôi chẳng hạn. Rồi lan tỏa đến những đối tượng khác nữa, rộng khắp và ba la trong tình thương, nghĩ tưởng của tôi hướng đến họ. Cuộc đời này ai cũng có những nỗi khổ niềm đau riêng. Chúng ta cần nâng đỡ cảm thông cho nhau nhiều hơn, chớ hà cớ gì mình lại làm khổ khác thêm chi nữa. Mình không muốn khổ đau thì cũng xin đừng làm ai đó phải đau khổ. Bất cứ làm việc gì cũng phải thật thận trọng từ trong suy nghĩ, lời nói, hành động. Cách cư xử giao tiếp sao cho lợi mình, lợi người, cho tất cả đều hạnh phúc an vui. Tác ý trong bất cứ việc làm nhỏ lớn nào cũng rất quan trọng. Tác ý thiện lành thì đi theo sau đó là lời nói. Hành động thiện lành, gieo nhân lành thì cho quả lành, an vui sung sướng, hạnh phúc. Ngược lại, tác ý bất thiện thì đi theo sau đó sẽ là lời nói, hành động. Cách cư xử bất thiện, gieo nhân bất thiện thì cho quả cũng sẽ bất thiện. Đau khổ, máu đổ, lệ rơi, nóng bức, thị phi, phiền não. Vậy thì, suy cho cùng, điều cốt yếu quan trọng nhất của mỗi người đến với Đạo Phật là phải biết tin vào nhân quả. Phải tin chắc rằng gieo nhân thiện lành sẽ gặt quả thiện lành, gieo nhân bất thiện thì sẽ gặt quả bất thiện. Nhân quả luôn công bằng, không sai lệch với bất cứ ai hết. Như một vị trưởng lão đã từng dạy, tất cả những gì xảy ra đến với mình trong cuộc đời này đều có lợi, chứ không có hại. Vì chính qua những bài học nghiệp quả trong cuộc sống đó, dù sướng hay khổ, đều giúp mình nhìn rõ hơn về nhân quả, nghiệp báo của chính mình đã tạo mà thôi. Để rồi từ đó giúp mình thấy ra sự thật về khổ, để biết sợ,
biết buông bỏ và biết điều chỉnh lại nhận thức, thái độ, hành vi sao cho đúng, tốt hơn. Không bao giờ dám làm ác, làm điều bất thiện nữa. Vui đời này là quả thiện đời trước, khổ đời này là quả của ác đời trước. Ác đời này sẽ là khổ của quả đời sau, thiện đời này sẽ là vui của quả đời sau. Ví như trong khi ngồi viết những dòng này, tay đang gõ những con chữ, nhưng cái bao tử của tôi đang đau quặn lên từng cơn đau lắm. Tôi ngừng lại vài phút để nhìn ngắm nó, chú ý quan sát cơn đau như một người bạn thân thiết luôn đi cùng tôi như bóng với hình. Người bạn này có tên là nghiệp, là nhân quả của chính tôi tạo ra đó mà. Tôi đón nhận nó với thái độ bình thản, hiển nhiên và từ ái nhất mà tôi có thể thôi. Chứ trách ai bây giờ? Tôi đã từng trồng cây chanh thì cho ra trái chanh, trồng cây xoài thì cho ra trái xoài là đúng rồi. Nói vậy không có nghĩa là kiếp hiện tại này tôi phải trân mình ra chịu trận, hay nằm lì ra than vãn trách móc bị động. Nghĩ vậy là không đúng rồi, tôi không thay đổi được tiền nghiệp quá khứ, nhưng tôi có thể thay đổi được hiện tại bằng cách dùng hết tất cả sức lực trong khả năng để cải biến nó theo hướng tốt hơn, tích cực hơn mà mình có thể. Cụ thể như viết xong bài này, tôi sẽ đi uống một ly nước tắc mật ong nghệ nóng và chợp mắt nghỉ ngơi một chút để cho cái thân đỡ đau. Vậy thì suy cho cùng, chúng ta còn có mặt trên cuộc đời này, còn có mặt trong ngôi nhà tam giới đang lửa cháy này cũng do sự duy trì của nghiệp thiện ác chúng ta đã từng tạo ra mà thôi. Mà thiện hay ác đều do ba yếu tố cơ bản tạo thành, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý mà môi trường sống. Ví dụ cho dễ hiểu như người có tiền nghiệp kiếp trước bất thiện nhiều nên bây giờ khuynh hướng tâm lý kiếp này thường hay nói nghĩ làm điều bất thiện nhiều hơn. Và môi trường sống cũng dễ gần gũi thân cận người bất thiện hơn là người thiện. Dĩ nhiên chúng ta không thay đổi được tiền nghiệp của mình, nhưng có thể thay đổi được khuynh hướng tâm lý và môi trường sống theo hướng thiện tích cực thì nghiệp mệnh cũng sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Bằng cách là luôn thận trọng trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động sao cho mang lại nhiều lợi ích an vui cho mình và cho người khác. Thay đổi điều chỉnh nhận thức, hành vi mỗi ngày đúng tốt hơn. Nhiều tình thương và trí tuệ với cuộc đời này hơn. Trước khi ngừng bút, tôi chợt nhớ lại bốn câu kinh cơ bản mà bất cứ Phật tử nào cũng biết, như một lời động viên sách tấn tích cực của tôi dành đến mọi người, và cũng như lời khép dừng bút của tôi tại đây. Không làm ác việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Không làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình của Việt Cowboy TV. Xin đừng quên bấm vào subscribe và nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi.